Tiền không phải lúc nào cũng là giải pháp cho những vấn đề của Chelsea trong giai đoạn sau khi Roman Abramovich rời bỏ sân Stamford Bridge. Tân chủ tịch Todd Bowley vẫn đổ khá nhiều tiền vào đội bóng, cho phép các huấn luyện viên liên tục chiêu mộ cầu thủ theo ý muốn. Tuy nhiên, dù có sự đầu tư vượt trội, Chelsea vẫn thi đấu mờ nhạt và liên tiếp gặp thất bại. Sau 8 vòng đấu, họ hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Điều duy nhất làm dịu đi lòng tin của người hâm mộ The Blue chính là Manchester United đang trải qua một phong độ không mấy tốt và thường xuyên thất bại. Tuy nhiên, điều này chỉ giúp đội của huấn luyện viên Pochettino giảm áp lực, không phải là cách để che đi sự thật trần trụi. Huấn luyện viên Pochettino vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc sắp xếp bộ đội. Mặc dù Chelsea đã có những tiến bộ trong cách họ thể hiện lối chơi, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề cơ bản, bao gồm sự không ổn định trong khâu phòng ngự và hiệu quả kém cỏi trong hàng công. Vòng 9 của giải ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ phải đối đầu với Arsenal trong trận Derby London quan trọng. Chạm trán đối thủ cùng khu vực như Arsenal hiện tại có thể coi như một ác mộng đối với Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang dần trở nên phiên bản Manchester City với trình độ hạ hơn. Tuy nhiên, điều này không ngăn họ giành chiến thắng trước nhiều đối thủ ở ngoại hạng Anh. Trước cuộc chạm trán với Chelsea tại Stamford Bridge, huấn luyện viên Arteta nhận nhiều tin vui khi các cầu thủ như Chaucer, Saliba và Bukayo Saka đã hồi phục sau thời gian dài chấn thương và không tham gia các trận đấu quốc tế trong tháng 10 năm 2023. Arsenal tỏ ra tự tin và không có lý do gì để thay đổi hệ thống chiến thuật 4-3-3 đã mang lại nhiều thành công cho họ. Tuyến giữa với sự xuất hiện của Declan Rice đã thể hiện sự vững chắc đáng kể, cùng với Odegaard, họ cung cấp sự linh hoạt trong lối chơi.